Đỗ Quốc Việt Tuấn xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Lúc này là 6 giờ chiều tối thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Và sau đây thì ở trong cái video clip ngày nay thì cơ sở chúng tôi hôm nay xin được trân trọng giới thiệu gửi tới toàn thể quý vị. Tới quý anh chị một chiếc kệ tivi cũ tái được làm theo lối cổ, chất liệu bằng gỗ cụ ta Quảng Bình và là chiếc kệ bản siêu VIP và đỉnh cao luôn. Chiếc kệ này thì có kích thước chiều dài là 2m40 nhân chiều cao của hai ô bên kia là 86 phân và ô giữa kia là cao là 78 phân. Và kệ này đã được đơn vị của chúng tôi là hoàn thiện kỹ giấy giáp cũng như là si sáp đánh trơ vân gỗ theo đúng đánh cổ truyền. Và quý vị nào mà thực sự có nhu cầu muốn sở hữu chiếc kệ như ở trên màn hình đây thì có thể liên hệ trực tiếp cho đơn vị của chúng tôi thông qua hai số điện thoại là 0836269999 hoặc qua số Zalo là 0985230888. Và địa chỉ cửa hàng của chúng tôi là ở số nhà 33, đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Và quý vị có thể về khu tượng đài thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Cơ sở chúng tôi cách khu tượng đài nằm trên trục quốc lộ 32, rẽ vào trong cổng làng Phượng Trì mất chừng vài trăm mét. Và tôi xin được đi vào đường nét chi tiết của chiếc kệ này. Chiếc kệ này thì quý vị có thấy là hai bên cánh kia được đục tích đông bích, cùng với đó là bốn ngăn kéo quả dưa và hai ô này đục sen, bệ thì được đục bệ truyện chân quỳ đó. Và tôi xin đọc kích thước ở cái chỗ ô để tivi này cho quý vị. Ô để tivi này thì từ mép bên này sang mép bên kia là 1m38 phân, thưa quý vị, 1m38. Quý vị có thể để tivi 70 cũng là vừa đó. Và chiều rộng ở trên mặt này là 51 phân đó, và hai ô bên này là rộng là 44 phân. Tôi đọc rất là kỹ cái thông số kích thước để cho quý vị lựa. Và đầu tiên tôi sẽ đi vào đường nét của cái cánh ở bên này trước. Và đây là tôi xin nhấn mạnh là chiếc kệ này là chiếc kệ 100% là gỗ cụ ta Quảng Bình, và chúng tôi cam kết và bao chuẩn cho tất cả anh em thợ lẫn người dân tiêu dùng, và bán cả giao lưu cả anh em trong Nam và ngoài Bắc đó. Và đây tôi xin giới thiệu hàng chiếc cánh đông bích này. Và đây quý vị thấy là gỗ gụ gần nhá, gỗ gụ gần này Quảng Bình, nhưng mà gụ gần là thuộc dòng dạng gỗ là đắt tiền nhất trong loại gỗ gụ rồi đó. Đây ạ, vân gỗ thì cho quý vị xem đây ạ, gỗ vân quá đẹp luôn, các cái săn thân dọc dưa đây, nhìn trên màn hình đấy quý vị thể thấy rồi. Và lúc này trời đã rất là tối đó, và tôi quay như này thì đến thực tế thì quý vị xem nó sẽ nét hơn nhiều. Và cánh bên này được đục bình cây hoa mai đó, bình hoa này có chữ thọ, các cái cành các cái cây hoa mai ra lở hoa những lụ rất là đẹp. Và ngoài này được đục truyện, và dưới này có những cái đĩa đào cùng đó những cái ấm và các cái quả Phật thủ đấy ạ. Đó, gỗ thì khỏi bàn thôi. Và xuống phần dưới đây là ngăn kéo quả dưa. Đó, ngăn kéo quả dưa này hàng rất dày nha quý vị, cực dày luôn đó, rất dày. Và gỗ thì lục lõi. Và sang bên này là cảnh sen, đây cảnh sen này tôi quay đi ạ, quý vị xem thì chất gỗ không khác gì hú chắc luôn đó, vân rất đẹp luôn đó, nhìn nó già men gỗ. Và sang bên này là cũng là ngăn kéo quả dưa đấy ạ. Đó, và tiếp theo chúng ta sang bên này, đây là cái ô quý vị có thể để đầu này, để đầu tivi cũng như là những cái đồ trang trí này. Và dưới này cũng như vậy, quý vị có thể để là các cái âm ly dưới này cũng được đó, để đằng trong đấy ạ. Đây mà hậu đây, quý vị có thể thấy tấm màn hậu cũng là vân 100% là gỗ của ta Quảng Bình chứ không có hàng độn nha thưa quý vị. Đó, nếu bình thường mà những cái hậu này mà độn thì nó sẽ rẻ hơn nhiều đó. Và đây 100% cả từ các cái hậu kia đấy. Và đây khung kính đấy ạ, nành lặn cũng như là gần guốc. Và sang bên này là ngăn kéo bên này đó, cũng như vậy, rất trơn tru, cực kỳ dễ sử dụng. Cùng với đó là cảnh sen bên này đó, được làm theo đúng lề lối cổ nha thưa quý vị. Gỗ thì khỏi bàn rồi. Đây tôi quay sắt máy xem đây ạ. Quay sắt máy như này thì đến cái lốt ruồi hay là những cái nốt nhỏ thì quý vị có thể phát hiện ra. Và sang bên cánh bên này, cánh bên này thì cũng tương tự như vân như cánh bên kia, đó là một tấm bông làm đôi. Và bên này thì được đục cảnh bình hoa cúc đó, bình hoa cúc đấy ạ. Và chất gỗ đây, thằn gỗ khác gì gỗ chắc không, những cây hoa cúc già, những lụ và những cái lá trúc nữa, kèm những cái trúc và đỉnh đồng lưu hương này và các cái đôn, cùng với đó là bình cây tùng được đục chữ thọ và chạy triện ở xung quanh. Và dưới này cũng là ngăn kéo đấy ạ, đó ngăn kéo đây, rất là trơn tru đó. Và chúng ta vào một chút ở đằng trong này, đây ô đằng trong đây quý vị thấy là gỗ lạt cũng như vậy, lành đẹp tuyệt đối luôn đó. Và giờ xuống cái phần bệ triện để cho quý vị xem. Bệ triện này được đục chân quy, và đây kệ này được đục tam cấp, giật tam cấp ra đây, hai ô bên này thì thụt vào, ô bên dưới là lồi ra đó, nó giật cấp như này rất là đẹp. Và đây gỗ dạ cũng vần gần đẳng cấp luôn, các đường triện này trần này nó quá đẹp, và các chữ thọ đục triện kèm theo các chữ thọ cũng như là các cái đường đường ống này đó. Đây gỗ đây tôi quan sát máy cho mình xem này,
Vũ lạc thì khỏi bàn luôn. Riêng chiếc kệ này nó quá đỉnh luôn ạ. Và đây chân này ạ. Vũ vần các bạn thưa quý vị. Và sang bên này, đây dạng ngang bên này. Đó. Gần này nhá, tôi xin cam kết những cái vân đen này, nếu quý vị kiểm tra mà chúng tôi vẽ vân, chúng tôi xin tặng luôn quý vị cái sản phẩm này luôn. Và hàng của chúng tôi là tất cả hàng chúng tôi là không có hàng vẽ vân. Tất cả những món đồ trong cửa hàng tôi mà bán từ trước đến giờ, kể cả về sau, và chúng tôi không bán hàng vẽ vân. Đây vân này ạ. Không nắm quý vị thấy nó vân đen quá, quý vị tưởng là chúng tôi vẽ vân. Vân hoàn toàn thiên nhiên 100%. Đó. Và chúng ta sẽ sang bên đốc. Đây đốc đây cũng là lành lặn, đẹp tuyệt đối luôn. Và lên trên đỉnh. Đấy, những cái thằn gỗ của chất vụ tạng của mình này thì không rời nhầm lẫn được. Đó, đây ạ. Quá đẹp. Và chúng ta sẽ vào phần ô để tivi. Ô để tivi này thì quý vị có tha hồ là để có thể để loại rộng cũng được. Đó, để tivi 670 inch thoải mái luôn. Và đây, vần gỗ đây ạ. Cái men gỗ vụ ta Quảng Bình thì nhìn thì lúc nào cũng là đẹp tuyệt vời nhất, tại vì dăm nó rất là mịn cũng như là vân ánh lên. Đó. Và ta sang tiếp bên bên này. Đó, và quý vị thấy nhá, tất cả những cái đầu ván này không có hiện tượng là nứt nẻ gì cả. Chiếc kệ này thì còn lành zin đến 95%. Và đây đốc bên này. Và ngoài cái sản phẩm là chiếc kệ này ra thì đơn vị chúng tôi còn bán rất nhiều những mẫu kệ khác, kích thước nhỏ hơn 2m2, cùng với đó là nhiều tầm giá khác nhau nha thưa quý vị. Thì quý vị có thể đến trực tiếp tại đơn vị chúng tôi để mục sở hữu cũng như là xem tận mắt những cái sản phẩm mà chúng tôi trưng bày. Và chúng tôi bán bàn ghế, sập vụ, tủ tre, đó, tranh khảm, tranh đục, chúng tôi đều có đầy đủ cả. Và quý vị xem video clip chúng tôi thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh Đồ Gỗ Cúc Bùi Tuấn để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang lên ngay. Đó, và đây là đường chúng tôi có thể đỗ ô tô thoải mái luôn, quý vị có để hai ô tô to chạm nhau luôn. Và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video clip của chúng tôi. Cảm ơn, xin chào tất cả quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.